Chào các bác đến với kênh YouTube của Thắng Alo. Hôm nay em giới thiệu các bác một cặp loa rất là chất của Mỹ, cặp Pook Audio. Dòng này thì nó là dòng dành cho anh em khá là kỹ tính, và hai nữa là cái tầm tiền của cặp này thì nó rất là hợp lý, nó chỉ tầm tiền hơn 8 triệu thôi. Tuy nhiên các bác được sở hữu một cặp loa Mỹ. Cặp này thì nó là thời thập niên 80. À, và dòng này thì nó là dòng một trong những cái dòng kiểm âm, cho nên là chất lượng âm thanh nó rất là hay. Dòng monitor Pook Audio, dòng Pook Audio này nó có một cái dòng mà nó đưa ra rất nhiều các cái dòng series. Đây là monitor series là hàng đầu tiên. Đây là cái thông số tem của nó. Dòng Mỹ thì nó chỉ đề thông số, như là nó đề tem như này thôi, thì thường nó không đề watt nước gì cả. Hàng Mỹ nó vậy, Infinity AR hay là JBL, Infinity Chapin Vega, nó thường là đề tem nó chỉ thế thôi. Và tất cả những cái cấu hình của Pook Audio thì nó có một cái chung, đấy là tép gần như là đời to hơn những dòng SDA. Nếu bác nào quan tâm đến Pook Audio ngày xưa thì em đã bán những dòng SDA 1, SDA 2, nó rất là khủng long, nó cao khoảng hơn 1 mét. Thì nó đều sử dụng bát này, nó đều sử dụng bát 16 này. Pook Audio là một cái đặc trưng là thường chỉ sử dụng bát 16, còn loa to hơn, cao hơn thì cái bát cộng hưởng này nó sẽ làm lớn hơn. Đấy. Và em thấy rằng những cái dòng Pook Audio này thì gần như con nào cũng rất là dễ kéo, dễ ghép, bởi vì nó sử dụng toàn đều sử dụng những cái bát này thôi. To hơn thì người ta sẽ sử dụng nhiều bát này hơn. Còn tất cả những cái dòng bát của Pook Audio, những cái loại bát to ở dưới hoặc là bát to, nó đều là dòng mấy thôi, đều là gọi là cộng hưởng. Pook Audio, nếu mà bác nào quan tâm ấy, Pook Audio những cái dòng SDA audio, đây thì em tìm cho SDA những cái dòng khủng hơn mà về Việt Nam rất là ít. Ngày xưa em có bán một cặp như vậy rồi. Ngày xưa có bán một cặp như vậy, cấu hình nó rất là gồ ghề. Đây là từ thời xưa. Đấy, các bác thấy không? Tức là bát người ta làm là như nhau. Tuy nhiên dòng SDA 1 này, đây là cái ảnh ngày xưa của em. Ngày xưa cách đây phải đến bao năm rồi. Đây là cái bát dưới cũng là bát cộng hưởng. Đây là hai cái bát này. Bình thường như cái cặp em đang quay cho các bác đây thì nó là hai bát. Thì thằng này nó nhiều hơn, nó thêm hai bát này, thêm một tem này nữa. Thì cặp này cấu hình nó rất là khủng. Và bọn Pook Audio là có cái hay là gì? Trung âm nó rất là phê, ấn tượng. Và đặc biệt là bát, cái tiếng bát của nó rất là mềm. Bởi vì anh em nào chơi quan tâm thì biết rồi, cái tiếng bát mà những cái dòng bát mà sở hữu gân cao su, nó có một cái độ dẻo nhất định. Đây, cái này nó dùng gân cao su, kể cả cộng hưởng nó cũng dùng gân cao su. Đấy, Pook Audio. Cặp này kích thước nó cao khoảng tầm 70. Bề ngang con này thì khá là to, bề ngang nó khoảng 2 găng tay. Nó ghép nó dễ lắm. Các bác chỉ cần chơi những âm ly còi còi là đánh được rồi. Ví dụ như em đang có con Lookman L1 hoặc con 7900, đánh rất là hay. Tuy nhiên đang làm cái clip để quay con Pioneer A900 khủng long này thì quay luôn. Kéo các bác để các bác thấy dòng Pook monitor này nó có hai dòng nhá. Một dòng là thùng nó vát này, một dòng là thùng nó vuông cạnh như này. Cái đời vuông cạnh thì nó sẽ rẻ hơn một chút. Rồi mời các bác nghe chất âm của nó. Đổ xuống cành dao để những chiếc gai I'm not afraid to die.
vừa nghe một đoạn về trung âm nhá, em thử test cho các bác nghe một chút về cái tiếng bát nhé, để thấy cái tiếng bát này của dòng Puk này nó rất là dẻo, tiếng bát của dòng này nó rất là đặc trưng, nó không lẫn vào cái tiếng bát của Sherwin Vega hay JBL. Dòng Puk này thì nó chơi đầy cổ này hay, còn đầy mới thì nó chủ yếu là sản xuất lạc cây. Đấy, các bạn nghe chất bát của nó lành, nó rất là mềm. Đấy, anh em thấy nó hai lỗ bát nó rung này, nó đánh rất là cùng pha. Đấy. 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 Cái này nó có thêm một cái rốn rất là nặng. Rốn rất là nặng ở cái lo bát cộng hưởng, nó tạo cho cái lo bát cộng hưởng nó có độ tĩnh, độ chắc, nó không bị phập. Và gân cao su đánh tiếng nó rất là dẻo. Anh em nào có nhu cầu sở hữu cặp Puk Audio này mà có những dòng âm ly cỏ hơn, có thể comment hoặc alo cho số máy 098 369 8857 để các bạn tư vấn thêm cho các bác. Cặp loa này hiện tại có giá hơn 8 triệu, đẹp xuất sắc. Cảm ơn anh em đã quan tâm đăng ký theo dõi kênh YouTube của Thắng Audio. Các bác đăng ký nhớ ấn vào nút subscribe để những clip hữu ích em chia sẻ thì các bác nó có thể báo về máy các bác ngay.